ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sau khi kết thúc vụ lúa đông xuân với nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhiều bà con đang chuẩn bị đồng ruộng cho đợt gieo xạ mới. Khử lẫn nền đất, trừ cỏ, lúa cỏ để cây mạ khỏe đều chính là vấn đề mà bà con quan tâm nhiều nhất ở đầu vụ hè thu. Chương trình kỳ này với chủ đề khử lẫn nền đất, giải pháp đồng đều chất lượng hạt gạo trên cánh đồng hội nhập. Như thường lệ, mời quý khán giả và bà con đến với câu chuyện của gia đình hai lúa chính Hồng Nhan. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Tăng 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 đơn đâu nữa. 50 tuổi rồi. Một thời con gái chưa một lần yêu ai. Bà ca mà tôi nghe tôi muốn nổi da gà thiệt chứ. Ủa chứ ông nói tôi có một bài, chắc ông có bài thứ hai à. Trời đất ơi tối ngày gì à, Vợ tôi sợ. Sao bà không ca cái bài chồng tôi sợ đi? Thì ông ngon, ông ngon ông sáng tác cái bài chồng tôi sợ đi, rồi tôi hát cho ông nghe. Ủa, thì chồng hát vợ tôi sợ, vợ hát chồng tôi sợ, vậy tôi hát cho bà nghe, bà hát cho tôi nghe luôn hả? Thôi, rồi sao không chịu đi ra ruộng đi, rồi đứng đây ra đây kiếm tôi làm chi? Trời đất ơi, đợi bà nhắc là tôi đi hồi tờ mờ tới giờ lận, lúc tôi đi ra ruộng đó là bà còn ngủ còn ngáy khò khò nữa, bà có hay đâu. Cũng may là tôi là đàn ông á, chứ tôi là đàn bà tôi đi kiểu đó đó, bà không hay chắc năm tôi không biết tôi đẻ bao nhiêu đứa con rồi nói à. Ủa con Hân đâu rồi? Con là Tiết. Ây da. Sao? Ây da, Tiết kiếm con hả? Quỷ thần tiên địa ơi, mà làm gì mà tính nhắc ma tao với má mày hay gì vậy hả? Mặt nạ vô leo, dũng da. Ông, ai như trai đẹp nó vô nhà mình kìa ông. Đâu má. Hàng. Đâu má, làm con mừng hột. Dạo này đó, tao thấy coi không có được rồi đó nghe. Thì... nghe con... nói tới trai đẹp một cái á, là tôm túp cái mặt mày sáng rực lên nghe. Con mê trai là tại giống má hồi đó ấy má. Cái con nhỏ này. Ủa con cũng biết hồi đó tía đẹp trai hả? Biết chứ, mà hả? Má kể là hồi xưa tía đẹp trai y như diễn viên điện ảnh vậy đó tía. Hớp hồn má ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Mà tía. Hồi đó tía hay ăn hủ tiếu ở cái quán đầu lộ đúng không? Bởi vì má biết á, cho nên á má hay lại đó bán sầu riêng hoài luôn á để được gặp tía. Bởi vậy má mày hồi xưa đó thấy tao trai đẹp hay gài độ đang bắt sát. Đúng rồi, phải không má, tí má? Hai tía con bay coi bộ hộp ghê quá ha. Thôi, không có thèm nói chuyện với hai tía con mày đó. Tao vô tao làm cơm mày. Thôi, canh chua bông súng nha má. Tao biết rồi. Ủa mà tía, à? Kiếm con có giờ không? Để hỏi con á. Dạ. Con còn nhớ thằng Nam Dương không? Dạ nhớ. Nam Dương con chú Tư Bưởi đó. À nhớ. Ê lợi nhà mình cân lúa hoài đó nha. Dạ dạ, mà hồi đó con có gặp ảnh rồi nhưng mà lúc này không có gặp nữa. Nhưng mà giờ là ảnh làm MC ở đài truyền hình Sóc Trăng á, là dẫn chương trình VFC cánh đồng hội nhập. Trên cái chuyến xe hội nhập là có kỹ sư Huỳnh Văn Sáu của công ty VFC tư vấn cho bà con mình luôn á tía. Con hả, bữa con coi đầu tiên là con đã nhìn ra là anh Nam Dương rồi đó. Nhưng mà mấy cái chương trình này là hay lắm, ý nghĩa lắm. Bởi vì con thích lắm mà, con học nông nghiệp mà. Coi á, để mà mình biết thêm kiến thức nữa đúng không tía? Dạ. Con gái hay lúa là phải vậy đó. Đúng rồi. À. Mà con nhà nông không giống lông cũng giống cánh chứ. Dạ. Tía làm nông thì phải con phải đi học làm kỹ sư nông nghiệp để sau này đó còn hướng dẫn cho mình nhà mình làm nữa chứ. Đúng rồi. Ủa mà tía kiếm anh Dương hả? Ừ, con có số điện thoại đâu? Số điện thoại anh Dương thì con không có. À nhưng mà con biết có người này có nè, tía đợi con chút nha. Xin gọi con. Alo, hai á hai. Hai có số điện thoại của anh Nam Vương không? Anh Nam Vương làm đài truyền hình đó. Tí hỏi.
tí hỏi nông nghiệp chứ không phải vụ kia, chú biết. Để qua liền nha. Okay. À tía, có nè tía, con bấm gọi rồi đó. Tía, tía nghe đi. Alo, Nam Dương hả con? Chú nè, chú hay lúa nè. Chú muốn hỏi con cái vụ này cái coi. Chú bây giờ chú đang làm đất, chừng nào xuống giống được, chừng nào mà cái chương trình cánh đồng hội nhập đó mới thông báo cái vụ mà để xuống giống cái vụ tới đó con. Hả? Sao? Tuần này luôn hả? Vậy ha. Rồi, để chú coi, chú canh chú coi truyền hình. Ừ, để chú nói Hân nó canh. Rảnh bữa nào qua nhà chú chơi con. Lại ra chơi. Ừ, con Hân nó mới nhắc con nè. Ừ, vậy nha. Ừ, rồi, cảm ơn con. Tía, dạo này tía khỏe nha. Trời ơi, mình làm lúa trúng rồi, được công ty VFC tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình. Giờ có thêm anh Dương nữa, chuyện này chắc trúng thôi. Tía, dụng lương của hổng nổi sao, lên chút đi. Thôi lên chứ, cố gắng học cho ra kỹ sư nha. Kỹ sư nông nghiệp, con hay lúa đàng hoàng nha. Rồi thôi vô nhà đi, rồi tía kêu má con lên luôn. Lên lưng với tía, quán hồ tía. Đúc luôn đi. Dạ, đi. Chúng tôi đến cánh đồng hội nhập đã được gieo sạ đồng loạt của anh Ngô Văn Tân ở ấp 10, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Với niềm vui khi vụ đông xuân thắng lợi, anh Tân đầu tư cho vụ hè thu. Mặt ruộng được anh trang sửa bằng phẳng, đánh rãnh thoát nước cẩn thận, ít động vũng. Việc chuẩn bị đồng ruộng được anh thực hiện khá tốt. Từ khi tham gia mô hình cánh đồng hội nhập, được các chuyên gia của VFC hỗ trợ kỹ thuật canh tác, nên anh phấn khởi, háo hức chờ đợi chuyến xe hội nhập tiếp sức cho vụ hè thu này. Alo, Dương hả? Tới đâu rồi? Anh đang ở ngoài ruộng nè. Tới chưa, mình ra ruộng mình nói chuyện về xịt thuốc chút coi. Rồi rồi, tới chưa? À, tới rồi đó hả? Rồi, rồi, rồi ra đi. Anh đang ở ngoài ruộng. Đến từng xóm thôn, hướng dẫn từng từng bà con, canh tác làm theo hội nhập. Rồi em chào anh Tân. Rồi dạ anh, em xin được trân trọng giới thiệu anh, đây là kỹ sư Huỳnh Văn Sáu, chuyên gia của công ty VFC. Anh Sáu sẽ giúp anh tự tin để hướng đến vụ hè thu của mình đạt tối ưu hiệu quả. Rồi bây giờ có vấn đề gì anh cần tư vấn anh hỏi anh Sáu đi ạ. Vì lúa đất thì có lúa cơi nhiều quá, mà năm nay mà không biết làm sao mà để chọn thuốc xịt cho nó đạt kết quả cao. Mình nhờ anh Sáu tư vấn dùng cái chỗ này một chút. Hiện nay thì bà con cũng nhìn từ để ý cái vụ lúa, đặc biệt cái vụ lúa hè thu. Thường cái lúa cơi, lúa lẫn trong ruộng lúa rất là nhiều. Để chia sẻ với anh Tư về cái sử dụng loại thuốc Micel 62AC là thuốc trừ cỏ tiền nệ mầm của công ty VFC xử lý trên ruộng lúa để mình diệt cái cỏ dại và lúa cơi hiệu quả. Thì ở đây xin giới thiệu với anh Tư. Công ty VFC có cái thuốc trừ cỏ Micel 62AC là cái mẫu chai này hoàn toàn nó khác với trước đây mà anh đã từng xài đó. Thuốc Micel 62AC diện mạo mới. Thì diện mạo mới của VFC là muốn chia sẻ với bà con nông dân mình cái giải pháp mà để xử lý lúa cơi cũng như cỏ dại trong ruộng lúa. Thì diện mạo mới mang lại cho bà con bằng cái giải pháp phun Micel 2 lần. Thí dụ như ruộng lúa mình hôm nay mình thấy đó là ruộng trục trạc bằng phẳng và nước xem xét thì các bà con xử lý với cái sản phẩm Micel 62AC phun một ngày trước khi xạ, phun theo cái liều hướng dẫn trong chai 2 đến 4 ngày sau khi xạ, tức là qua ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 mình mang tiếp Micel 62AC mình phun đợt 2 nữa. Thuốc Micel này nè, mình phun lần đầu đó, cái cơ chế tác dụng đó là khi mình phun vào cái hoạt chất của thuốc này nè, nó sẽ tiếp xúc ngay với những hạt cỏ, hạt lúa cơi nó chưa ra rễ mầm là nó diệt ngay. Thứ hai mình phun lặp lại là 2 đến 4 ngày sau xạ. Thì 2 đến 4 ngày sau xạ là không phải tự nhiên mình đưa cái ngày đó, mà nó cũng phù hợp với cái khuyến cáo sử dụng trong chai thuốc này là cái thời điểm đó là cái cỏ dại nè, lúa cơi nè
lúa lẫn là nó lên nó cạnh tranh với lúa mình, thành ra mình phải diệt ngay cái đợt đó. Anh Tư như bà con lưu ý thêm, cái thuốc micelle này nó có một cái đặc điểm rất là nổi trội là ở cái cử mà mình gieo xạ xong 2 đến 4 ngày mình phun, bà con yên tâm thuốc nó không làm ảnh hưởng mầm giống của mình xạ xuống, nó không bị chết dũng. Do đó bà con sẽ để ý thấy là xử lý micelle ở lần 2 sau khi phun vậy đó, thì cái ruộng lúa mình khoảng 5-7 ngày sau thấy lên xanh điệu, không dư dũng, nó cũng không có bị hao gì hết. Từ nắm được vấn đề ha. Dạ, cảm ơn Từ đã sử dụng sản phẩm micelle trong thời gian qua. Dạ. Làm theo hội nhập để được dù mùa bội thu, canh tác làm theo hội nhập để được dù mùa bội thu. Thưa kỹ sư, vụ hè thu năm nay nắng nhiều mà mưa ít, mình làm như giữ nước trên ruộng như thế nào cho micelle đạt kết quả tối ưu của cái thuốc micelle? Cảm ơn Tư đặt vấn đề rất phù hợp trong cái điều kiện sản xuất, đặc biệt là vụ hè thu 2021 này. Anh thấy thời tiết hiện nay thì nắng hạn, thậm chí là một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị xâm nhập mặn. Nhưng bên cạnh đó mình cũng không chủ quan, ở vụ hè thu thường là thời tiết thay đổi, do đó nó sẽ có những cơn mưa bất chợt cũng không chừng. Chúng tôi muốn hướng dẫn bà con là xử lý hai lần. Tôi nói lại là một lần phun trước khi xạ một ngày. Lần thứ hai thì anh Tư cũng như bà con lưu ý, mình tiếp tục mình phun lần hai. Cụ thể như cái ruộng mình ở đây là bữa nay là xạ được 3 ngày rồi. Thì bà con cũng tiếp tục mang micelle phun lại lần 2. Và ở đây là cũng khuyến cáo thêm với bà con là mình phun lần 2 nhớ cộng thêm cái sản phẩm Tora. Khi mình cộng vô vậy đó thì nó làm cho cái hạt lúa của mình bắt rễ mạnh, ra rễ nhiều hơn và đâm chồi sớm hơn do cái tác dụng kích thích của Tora. Rồi một cái tác dụng kích thích Tora là khi nó ra rễ mạnh, đâm chồi sớm vậy đó, thì mình cũng tiết kiệm được cái lượng phân. Thì vậy là cái liều khuyến cáo bà con phun lần 2 cũng nhớ là phun micelle theo liều khuyến cáo nhận chai, và với Tora bà con kết hợp 15 cho đến 20 gói xử lý cho 1 hecta là 7 công tầm lớn mình đó. Quản lý nước trong ruộng mình nhớ sau khi phun lần 2 khoảng 2-3 ngày sau, tức là nó khoảng 5-7 ngày sau xạ, mình thấy nếu mà 5 ngày sau khi xạ mình thấy mặt đất nó xe mặt lại, cái mình cho nước vào giữ cho nước ruộng nó ngập. Nếu mà nắng nóng mà nó bốc hơi cái mình chăm nước thêm. Còn có mưa bất chợt anh đừng lo, có mưa bất chợt bà con cứ yên tâm là mưa bất chợt mà nó động dũng dưới đó là cái giống mình vẫn lên mạnh luôn, là do cái chất an toàn của thuốc micelle. Anh Sáu ơi, mà ngoài việc sử dụng micelle trong giai đoạn là trước xạ một ngày và sau xạ 2-4 ngày á, thì còn có cách sử dụng nào khác đối với micelle cho lúa, đặc biệt là trong giai đoạn mà từ 1-1.5 lá lúa không anh? 3 ngày sau khi xạ thường cỏ trên ruộng lúa nó cũng lên một lá, lá rưỡi hết rồi. Thì cái thuốc micelle nó độc đáo luôn, rồi nó trừ luôn cả cái cỏ đang nảy mầm và cái cỏ mà dưới một lá rưỡi nó trừ luôn được. Đó là cái đặc điểm. Thì cái liều khuyến cáo bà con cũng nên xử lý khoảng theo cái liều khuyến cáo ở trong chai. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân thân mến, qua phần tư vấn của kỹ sư Huỳnh Văn Sáu, chắc chắn rằng anh Tân cũng như nhiều bà con cũng đã nắm được công dụng của micelle và tự tin hơn để hướng đến vụ hè thu bội thu. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, chương trình VFC Cánh đồng hội nhập do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp với công ty VFC thực hiện, và chương trình kỳ sau sẽ được phát sóng vào lúc 19:45 thứ Sáu ngày 30/4/2021 trên kênh STV1 Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Nếu như có những thắc mắc cũng như cần được tư vấn thì bà con và quý vị hãy gọi về số máy 0949875468. Nam Phương xin chào và hẹn gặp lại. VFC Cánh đồng hội nhập cho những mùa vàng bội thu. Một sản phẩm của VFC đã được hàng triệu nông dân tin tưởng. Niềm tin đó đã trở thành một tình yêu đích thực dành cho micelle. Nay micelle hàng chính hiệu VFC xuất hiện với diện mạo mới, xứng tầm chất lượng. Để chọn đúng micelle hàng chính hiệu VFC, bà con lưu ý các đặc điểm nhận diện sau: đúng biểu tượng chiếc lá và hạt lúa, đúng tên micelle 62OC, hình tượng ông chuyên gia VFC, chiếc nhãn và thân chai có logo VFC. Micelle diện mạo mới, xứng tầm chất lượng. VFC chất lượng đích thực.